Sở Giáo dục Đào tạo vừa có thông báo về việc chống rét trong các trường học. Theo đó thì các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi mà nhiệt độ dưới 10 độ C. Học sinh trung học cơ sở thì nghỉ học khi mà nhiệt độ dưới 7 độ C. Đồng thời có phương án học bù, hướng dẫn cho học sinh tự học ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ rét. Đối với học sinh vẫn đến trường thì nhà trường bố trí giữ ấm và quản lý cho đến khi phụ huynh đến đón về. Bố trí lực lượng trực để đảm bảo mọi hoạt động hành chính của nhà trường diễn ra bình thường. Các cơ sở giáo dục khẩn trương ra soát, kiểm tra phòng học, phòng chức năng, phòng ăn nghỉ bán trú, đảm bảo kín gió, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh, đặc biệt là các trường mầm non đảm bảo có nước ấm chăm sóc trẻ, chủ động điều chỉnh thời gian học phù hợp với điều kiện của thời tiết, không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét.